Cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Kính chào các bạn, trong video này, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn một ván cờ online của danh thủ vương thứ nhất, đấu trên Thiên Thiên Tử Kỳ. Trong ngày 10 tháng 3 năm 2024, một ván cờ mà vương sẽ cầm bên đỏ đi tiên, kính mời các bạn đón xem. Chứ 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 Chứ
吃 吃 吃 吃 吃 将军 吃
将军。将军。吃。将军。将军。将军。将军。Tới hình cờ trên thì bên đen phải buông cờ xin thua, bởi các bạn thấy ngay, đánh tiếp phải bình vào qua, cản đường lập tức là mất cây. Hình cờ thua nhanh về sau. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.